Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 5, Thần rắn hai đầu, 1 Nước Thái rất sùng bái loài rắn, tổ tiên của họ, Bu Sang Gai và Ya Sang Gai do ngũ quần là sắc, thụ, tưởng, hành, thức hợp thành và có thể đi lại, nói năng, thông minh sáng suốt, còn biết sáng tạo ra vạn vật. Toàn bộ động vật, thực vật và mọi thứ trên thế gian đều do họ nặn thành từ đất. Trong truyền thuyết và những bích họa, thư tịch thì họ đều được miêu tả là những sinh vật đầu người mình rắn. Hậu duệ chính tông của họ là tộc người Thái. Một, giờ thì tôi đã tin chắc, chuyến đi Thái Lan lần này không phải là ngẫu nhiên. Nhưng ngoài những chuyện đã kể thì cho tới hiện giờ vẫn chưa ai khác tới tìm tôi. Xưa nay tôi đã quen với chuyện đến đâu hay đến đó nên cũng mặc kệ. Tôi vẫn liên tục gọi cho Nguyệt Bính nhưng điện thoại nó vẫn tắt máy triền miên. Nguyệt Bính đúng là loại công tử bột điển hình, tiền tiêu dùng dình, lúc nào cũng ngông nghênh ngạo mạn, tính tình rất tùy hứng. Nó lên mạng mà thấy chỗ nào phong cảnh đẹp đẹp là lặn mất tâm nửa tháng, sau đó quay trở về với một mớ quả lưu niệm rẻ rách. Tôi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa cái cần đến sẽ đến, mà cái không cần đến thích đến thì cứ đến, tôi lo thích ứng với cuộc sống trong trường đã rồi tính sau. Trường Đại học Chiang Mai nằm ở miền Bắc Thái Lan, là trường đại học quốc lập đầu tiên của nước Thái, đặc biệt nổi tiếng về đào tạo y học, có rất nhiều lưu học sinh nước ngoài theo học ngành y tại đây. Ký túc xá Nam mỗi phòng chỉ có 2 sinh viên, khác hẳn với Trung Quốc, mỗi phòng nhồi nhét 4 đến 6 người. Không gian rộng rãi thoáng đáng, lại khá riêng tư, trang thiết bị cần thiết đều rất đại đủ nên đương nhiên là tôi thích ứng rất nhanh. Tôi ở cùng phòng với một cậu bạn người Thái, gầy gò nhanh nhẹn, mặt vát cằm nhọn, cặp mắt hí sáng rực, da rẻ không đen như phần nhiều người Thái mà trắng bợt bạt giống như thiếu máu nghiêm trọng. Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, cậu ta nói mình tên là Cha Lơm Pata Phong. Cha Lơm là tên, patta Phong là họ. Cậu ta bảo tôi cứ gọi là Cha Lơm, tôi vui vẻ đồng ý. Vào kỳ học, ngày nào tôi cũng bật rộn học tiếng Thái bù đầu với những tiết học chuyên ngành y. Trong trường có rất nhiều người Thái biết tiếng Hoa nên rất tiện cho tôi nâng cao trình độ tiếng Thái. Chưa tới một tháng, tôi đã có thể giao tiếp cơ bản với các bạn. Người Thái nhìn chung rất lịch thiệp, lúc nào cũng nở những nụ cười phồn hậu trên môi, ít khi thấy họ cãi cọ hay to tiếng. Tôi mau chóng làm quen với các bạn học ở những khu ký túc xá lân cận, thường tới chỗ họ chơi giao lưu trò chuyện, nhanh chóng làm quen với cuộc sống nơi đây. Thái Lan là đất nước Phật giáo có rất nhiều quy tắc và cấm kỵ. Nếu không tìm hiểu kỹ, chẳng may vô tình xúc phạm đến tín ngưỡng tôn giáo của họ thì đúng là dày già to. Đương nhiên, tôi chẳng bao giờ hét răng với ai về những sự việc kỳ quái mà tôi đã trải qua khi mới đến đây. Cha Lạp khá kiệm lời, lầm lũi đi đi về về, suốt ngày chả thấy mặt mũi đâu, buổi tối cũng rất muộn mới về phòng. Cả người thì ướt sũng, tôi cũng chẳng quan tâm. Trường tôi có rất nhiều sinh viên gia cảnh khó khăn, phải đi làm thuê hoặc dạy võ môi Thai để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống đỡ đần cha mẹ. Cha Lâm đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi vì sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của cậu ta. Ngoại trừ việc đó thì cha Lâm chẳng có gì bất thường, hai chúng tôi cứ thế sống chung một phòng mà không ai dây dưa với ai. Bởi vậy, đã nhập học hơn một tháng rồi mà tôi vẫn chẳng hiểu gì mấy về cậu bạn cùng phòng này. Hàng ngày, hết giờ học, tôi thường ăn cơm xong mới về ký túc xá. Dù sai cũng là nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không thông, đường đi không thuộc, mà an ninh ở Thái cũng không phải thật tốt nên tôi không muốn mạo hiểm. Lúc nào cuồng chân quá tôi cũng chỉ sang ký túc xá lân cận tìm bạn học để học tiếng Thái. Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua, sau khi dạo quanh vài khu ký túc xá, tôi nhận ra các ký túc xá khác đều ở bốn người một phòng, chỉ có phòng tôi là ở hai người. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là hễ tôi hỏi về chuyện này thì họ cứ như hẹn trước với nhau hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc ngơ ngác như không hiểu tôi hỏi gì hoặc tàng lờ như không nghe. Tuy nhiên, tôi đã phát giác ra vẻ sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt họ. Hơn nữa, dần già tôi cũng phát hiện ra, các bạn học có vẻ như đều rất sợ cha lơm hễ thấy cậu ta là nem nép tránh ra xa hoặc vờ như không nhìn thấy tôi chẳng phải dạng to gan lớn mật nhưng lại rất tò mò trí tưởng tượng phong phú nên những lúc một mình ở trong ký túc xá tôi đã tưởng tượng ra đủ điều quái dị về cậu bạn cha lơm những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương năm thần rắn hai đầu hai hai cứ thế lại hơn hai tháng nữa trôi qua tới tháng sáu âm lịch tôi vẫn sống bình tên vô sự, đôi lúc cảm thấy nực cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Hẳn là tại trước đây đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị quá, lại cộng thêm những trải nghiệm kinh hoàng khi mới đến Thái nên đã khiến tôi thần hồn nát thần tính. Thái Lan là xứ nóng, chẳng có xuân, hạ, thu, đông. Quanh năm ẩm ướt nóng rực, chỗ nào cũng thấy ruồi bỏ, côn trùng. Trong phòng ký túc xá phải ra màn hoặc dùng đèn đuổi mũi tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng sau một thời gian tôi phát hiện ra phòng tôi chẳng thấy ruồi mũi gì cả tôi lấy rất làm lạ và tối thứ sáu nhiều sinh viên về nhà nghỉ nên ký túc xá vắng teo tôi đang nằn dài trên giường đọc sách bỗng nghe thấy ngoài hành lang vọng lại tiếng ồn ào đây là điều cực kỳ hiếm thấy ở thái lan tôi quẳng ngay cuốn sách xuống giường chạy ra cửa xem lập tức đờ người kinh hãi trong hành lang mấy sinh viên đang gào rú thất thanh chỉ vào hơn chục con rắn to nhỏ khác nhau đang cuộn tròn dưới đất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều rắn như vậy ở cùng một chỗ. Lũ rắn mang hoa văn rực rỡ, uốn éo những thân thể hoặc ngắn hoặc dài, đầu móc lên cao, thụt thỏ những cái lưỡi đỏ lòm. Chúng từ từ bò về phía tôi, để lại phía sau những vệt dài nhớp nháp. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, hai chân như đông cứng, muốn chạy mà không chạy nổi lũ rắn chỉ còn cách cửa phòng tôi tầm 3, 4 mét. Thậm chí tôi đã có thể nhìn thấy rõ những chuyển động lăn tăn của lớp vảy trên bụng chúng, nghe thấy rõ tiếng sột soạt khi chúng bỏ đi. Tôi đứng trên lặng, nhìn chân chân vào đàn rắn đang tiến lại gần, đầu óc đờ dại vì kinh hãi. Cho tới khi chỉ còn cách tôi nửa mét, bầy rắn bỗng đồng loạt dừng lại. Đám sinh viên kia chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, không ai dám tới gần, mặt mũi tái xanh tái mét. Lũ rắn cuộn tròn lại, mỏng cao đầu, dường những cặp mắt bé xíu xanh lết nhìn tôi chằm chằm. Một con trông giống như rắn đeo kính, cái cổ phình da trắng toát, trên đó có hai đốm đen xỉ như con mắt. Có một con toàn thân vàng rực, từ cổ trở lên lại có màu nâu, cái đuôi vểnh lên đánh tanh tách liên hồi như điện sệt, tỏa ra ánh sáng màu vàng ma quái trong hành lang mờ tối. Kỳ lạ là lũ rắn không tấn công tôi, chúng chỉ nằm im ở đó thi thoảng lại nhúc nhích thân hình giống như đang chờ đợi điều gì. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 5, Thần Rắn Hai Đầu, 3. 3. Đột nhiên, trong hành lang bỗng có tiếng người kêu ré, rồi một chai cồn bay vèo lại, táng thẳng xuống giữa bầy rắn. Cồn nồng độ cao bắn tung tóe cùng những mảnh thủy tinh vỡ, văng đầy lên mình rắn. Bảy rắn lập tức hỗn loạn, rúi rụi vào nhau rồi cuốn cuồng tháo chạy trên nền hành lang cũng ướt đẫm những cồn lũ rắn vừa chạm vào lập tức co rúm lại như bị lửa thiêu dãy rụa đau đớn vụn thủy tinh cứ vào mình chúng máu đỏ ứa ra vết thương bị cồn thiêu đốt sủi lên xèo xèo mau chóng biến thành màu đen sạm bầy rắn càng dãy rủa, càng bị vụn thủy tinh cưa rách nhiều hơn trên mình càng chằng chịt những vết thương khủng khiếp có con còn văng cả nội tạng đẫm máu ra ngoài lòng ruột bầy nhầy trông vô vùng gớm ghiếc. Mùi tanh tươi khủng khiếp và cảnh tượng ghê sợ khiến tôi choàng tỉnh, vội vàng lùi lại. Đúng lúc đó, một chiếc bật lửa hiệu Zippo đã bật sẵn ném vèo tới, bén vào cồn. Phụt một tiếng, lửa bùng lên xanh lét, chạy lan dưới đất, bầy rắn lập tức chìm trong lửa. Bầy rắn rẫy rụa kịch liệt, đầu móc thật cao, mồm há ngoác rộng quá đầu, để lộ những cái răng độc trắng ẩn nhưng chỉ một chốc đã đổ ập vào trong lửa cơ thể co giật rộp lên như bóng nước từ từ sạm đen co rốt lại cuối cùng biến thành một màu cứng ngắc như que than một con rắn lớn nhất trong đám đang gắng gượng quẫy đuôi bật mình lên khỏi mặt đất nhảy vọt lên khỏi biển lửa cơ thể dài ngoẵng uốn éo giữa không trung chốc lát rồi rơi phịch xuống đau đớn dãy ghi ua điên cuồng há ngoác miệng phun ra một tia nọc độc hồi lâu mới bất động chịu trận Nói thì chậm nhưng cảnh tượng trước mặt diễn ra rất nhanh khiến tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc tê dại trong mùi cồn sặc sụa và mùi tanh khét gớm ghiếc. Nhưng thật kỳ lạ, hình như tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ đám lửa. Mà rắn thì đâu có biết kêu. 4. Một cậu sinh viên ngồi phệt xuống dưới đất, kinh hãi chỉ vào những xác rắn đen cháy như than, hét lên với một sinh viên khác, uông xa. Sao cậu lại giết thần rắn? Cậu muốn bị nguyền rủa phải không? Nhưng cậu sinh viên vừa ném lọ cồn lại cười toáng lên, bước nghênh ngang tới bên con rắn to nhất vừa cố nhảy ra khỏi biển lửa, túm đuôi nó xách ngược lên rũ rũ vài cái, vụn than dính trên da rắn rơi là tả xuống. Cậu ta nhìn cậu bạn kia diễu cợt, thần rắn cái quái gì? Chỉ là mấy con rắn nhãi nhép thôi mà, xem, chết cả rồi còn đâu, thần thánh gì nào? Chúng ta có. Uông xa chưa nói dứt câu, cái xác rắn đột nhiên bật lên đánh tưng, há mõm đớp phập vào cánh tay cậu ta, máu tươi lập tức tóe ra, nhễu trên mép rắn, chảy dọc thân thể nham nhở của con rắn. Uông xa rú lên kinh hãi, nắm chặt lấy mình rắn rằng mạnh. Có lẽ con rắn đã dồn hết sức tàn vào cú táp hấp hối nên răng nó bập quá sâu, cậu ta không thể rằng ra nổi. Hai sinh viên khác vội chạy lại ra sức kéo giúp, cuống cuồng một chốc cũng rằng được con rắn ra nhưng cũng với một tiếng thét đau đớn. Nguyên một miếng thịt đẫm máu cũng bị rút ra khỏi tay Uông Sa. Uông Sa bịt lấy vết thương, giận dữ đạp thẳng xuống cây xác rắn. Con rắn to tướng đã cháy nham nhờ lập tức nát bấy như tương, máu thịt lem nhem đầy đất. Tôi lúc này đã lùi về phía cửa phòng, tóc gáy dựng đứng vì kinh hãi và ghê sợ. Nhưng dù sao thì Uông Sa cũng đã cứu tôi. Tôi nhào vội vào phòng lấy hộp cứu thương. Cô chịu đựng cảm giác ghê tởm để băng qua đống xác rắn bầy nhầy, chạy tới sơ cứu cho Uông Sa. Máu chảy ra từ vết thương của Uông Sa vẫn màu đỏ tươi, cũng không có mùi gì khác thường. Chắc con rắn đã nhả hết nọc độc trong cơn dãy chết, nếu không, hẳn là cậu ta đã nguy to. Tôi đang cuống quýt băng bó cho Uông Sa, bỗng thấy bên cạnh tôi tối sầm, hình như có một cái bóng phủ lên người tôi. Tôi liếc mắt thấy một bóng người thù lù đã đứng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, vì sắp bóng nên không rõ mặt nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là cha lơm. Cậu ta lừ lừ đứng đó, mắt tóe lửa nhìn chúng tôi. Cậu giết, cha lơm chỉ vào đán sắc rắn hỏi tôi, rắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Uông Sa đã cướp lời, tôi giết đấy. Sao nào? Tôi thấy cha lơm run lên nhưng không nói gì chỉ lầm lì quay về phòng mang một tấm ra giường ra bắt đầu thu dọn xác rắn. Cậu ta trải tấm ra xuống đất, cẩn thận nhặt từng xác rắn xếp ngay ngắn lên trên. Cứ nhặt xong một cái xác, cậu ta lại chắp tay lầm rầm gì đó trong miệng, thành khẩn giống như đang làm ma cho thân hữu. Hừm, quái vật, uông xa lầm bầm chửi, năm ngoái, chính trong phòng này, ba đứa cùng phòng đều bị rắn cắn chết, có mỗi nó không sao. Chắc chắn là nó biết điều khiển cổ rắn tôi có Phật tổ phù hộ, tôi cóc sợ. Vừa thoáng nghe thấy, tôi bỗng thấy tay chân lạnh toát, bàn tay đang băng bó vô thức bóp chặt khiến vương xa đau đớn rên gì. Cha lân đã nhặt nhạnh xong đống xác rắn, cẩn thận gói ghém tấm ra giường lại, nâng trên tay, lừ lừ băng qua trước mặt chúng tôi đi thẳng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy quanh người cậu ta tỏa ra một luồng khí lạnh toát, đặc biệt là từ trong cặp mắt sáng quắc đang chiếu ra những luồng hàn khí lạnh băng trông chẳng khác gì mắt rắn. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 5, Thần Rắn Hai Đầu, 4 5. Tôi nằm trên giường, trằn chọc mãi không tài nào ngủ được. Mớ sắc rắn gây rợn vẫn ám ảnh tôi và cả cặp mắt rờn rợn lạnh lẽo hệt như mắt rắn của cha lơm nữa. Những lời thì thào của Uông Sa cứ vẳng mãi bên tai tôi. Lời Uông Sa nói có thật không? Đúng là có ba sinh viên bị rắn cắn chết ngay trong căn phòng này. Chắc là đúng rồi, chứ sao tự dưng rắn ở đâu lại bò đầy hành lang thế? Tôi cảm giác rõ ràng là chúng đang muốn tìm kiếm gì đó. Chẳng lẽ, chúng đến tìm cha lơm? Tôi nhìn vài cái giường trống trơn của cha lơm. Cậu ta mang mớ sắc rắn đi đã gần hai tiếng rồi mà chưa thấy quay về. Ánh trăng thảm đạm dọi qua cửa sổ, in một hình tròn trắng bợt xuống mặt đất. Quanh đường viền đen lờ mờ vết quầng nhàn nhạt, nhạt giống như một đôi mắt rắn. Tôi nhìn mà khắp người lạnh toát, tuy đang giữa hè mà gai ốc sờn khắp người. Tôi chìm nhìm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Có lẽ là ảo giác, hình như tôi nhìn thấy trên trần nhà từ từ nổi lên một cái đầu rắn to thù lù. Từ từ há ngoác cái miệng đỏ lòm, từ từ thè cái lưỡi trẻ đôi, nhớt dãi thòng lòng nhỏ xuống. Mình rắn cũng dần dần nổi lên nhưng trông như đã bị lọt mất ra nham nhở, trần trụi, thịt đỏ nát như trộn lẫn với những mạch máu xanh kết, phập phồng co độc. Con rắn chậm chạp nhúc nhích trên trần nhà, từ từ cuộn mình lại, cái đầu từ từ thò về phía tôi. Tôi kinh hãi ngồi bật khỏi giường, ra giường ưa sũng một vệt lờ nhờ hình người, gáy tôi ê ẩm như vừa bị phang một người. Hóa ra vừa nãy tôi đã thiếp đi. Chưa hết kinh hãi, tôi nhớ nhác nhìn lên trần nhà. Ngoài ngọn đèn, làm gì có con rắn nào. Tôi lắc mạnh đầu định nằm trở xuống bỗng sực nhớ ra lúc leo lên giường. Tôi đã tắt hết đèn, sao giờ đèn lại sáng trưng thế này? Tôi vội vàng nhìn sang giường cha lơm, thấy cậu ta đã lù lù ở đấy, quỷ ở trên giường, khỏa thân hoàn toàn, hai tay đan chéo trước chán. Trước mặt cậu ta là cái bàn gỗ nhỏ, bên trên bầy thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ, thấy đó là một pho tượng gỗ cao nửa thước mang hình thù của một con rắn, sống động như thật, thật đến nỗi khiến tôi giật thót mình, ngỡ là rắn sống. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra, nửa dưới của mình rắn mọc ra hai cái chân người, trên cổ có hai cái đầu trẻ ra hai bên. Một cái là đầu rắn, một cái là đầu người một người phụ nữ. Tôi đờ ra kinh hãi, hình như cha lơm không biết tôi đã dậy, vẫn lầm rầm những lời mà tôi nghe không hiểu nhưng âm điệu hình như rất quen thuộc, tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Hình như, ấn sợc đó, na ná như tiếng kêu mà tôi đã loáng thoáng nghe thấy khi bầy rắn bị thiêu trong lửa. Cha lặt càng niệm nhanh hơn, bức tượng rắn hai đầu bắt đầu tỏa ra thư ánh sáng xanh lam len lét, hát lên vơ đi cậu ta rờn rợn. Cảnh tượng ma quái khiến tôi muốn vỡ mật vì sợ, ngồi đờ ra không cả dám cựa quậy, chỉ cầu cho trời mau sáng để chạy đi xin ban giám hiệu được truyền phòng. Đúng lúc đó, tôi bỗng phát hiện ra, cha lơm đang biến đổi. Mắt cậu ta từ từ nhọn hoắt, càng lúc càng giống hình tam giác. Vành tai từ từ chìm vào trong da đầu, tiếp đến lông, tóc, lông mày, mũi, môi, hai cánh tay cứ như tan chảy vào trong cơ thể, không còn thấy đâu nữa. Hai chân cũng từ từ dính lại với nhau, cơ thể dần dà biến thành một khối thịt tròn trùng trục. Chỉ có mái tóc là cứ từ từ dài ra, trườn xuống cơ thể trắng bệch, khe khẽ bò đi như sóng lượn trên da. Rồi từng sợi tóc hòa lẫn vào da biến thành những đường vân xin xít. Tôi nhìn mà khắp người nổi gai ốc, đầu óc đờ dại, mụ mị như kẻ mất hồn. Thế rồi, từ những đường vân dày đặc, chúng từ từ sần lên thành những mảng vảy li ti trắng đục. Cha lơm đã biến thành một con rắn, một con rắn toàn thân trắng bợt. Con rắn trắng uốn éo trên mặt giường khiến ra giường bị vò lại thành một cục. Bịch một tiếng, nó đã rơi xuống đất, xoay quanh vài vòng trước đôi mắt đã đờ dại của tôi rồi từ từ đi lên bục cửa sổ, giơ đầu đẩy cánh cửa từ từ trườn ra ngoài. Á, à, sau khi chính mình chịu đựng một màn biến hóa kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của thần kinh. Đến lúc này tôi mới rú lên được một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy. Tôi há miệng thở hồng hộc. Hồ. lúc này trời đã sáng bảnh, ánh nắng chói trang chiếu vào phòng nóng hực. Tôi vội nhìn sang dương của cha lơm, Cậu ta đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. Đầu óc rối tinh rối mù, tôi không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực nữa. Tôi véo mạnh một cái vào đùi, đau đến méo mặt thì mới biết là tôi tỉnh rồi. Mơ trong mơ, tôi đã gặp một giấc mơ kép. Đúng lúc này, trong hành lang bỗng vọng lại tiếng gào rú kinh hoàng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 5 thần rắn hai đầu, năm, sáu, uông ra chết rồi, chết ngay trên giường mình. Buổi tối hôm đó, toàn bộ sinh viên ký túc xá không hề hay biết đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều ngủ say không biết trời đất gì, cho tới sáng bảnh. Mới phát hiện ra Uông Sa trần chuồng nằm trên giường, hai mắt giống như bị ép vọt khỏi hốc mắt, trên cơ thể lằn lên một vệt tím bần to tướng giống như bị chăn siết chết. Phía cảnh sát cũng không điều tra ra được nguyên nhân liên tưởng tới vụ ba sinh viên cùng bị rắn cắn chết trong phòng tôi vào năm ngoái. Cảnh sát đã triệu tra lơm về đồn viết bản tường trình nhưng chưa đến nửa ngày đã phải thả về. Tuy sự việc kỳ quặc nhưng không có cách nào khẳng định cha lơm chính là hung thủ. Trước sự kiện này, Đại học Chiêng Mai đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng ngừa rắn, thậm chí đến đường nước thải của nhà vệ sinh công cộng cũng hàn lưới sắt toàn bộ cửa sổ đều lắp đặt lưới chống trộm khiến toàn bộ khu ký túc xá chẳng khác gì một nhà tủ bít bùng. Sau sự việc này, trong trường bỗng xuất hiện một tổ chức thờ thần rắn mang tính tự phát, người tham gia ngày càng đông. Đơn xin chuyển ký túc xá của tôi không được nhà trường phê duyệt. Tôi ngồi nghe thầy hiệu trường viện đủ các lý do lãng nhách chẳng đâu vào đâu mà ngao ngán cõi lòng. Cha là ngày càng trở nên trầm lặng, ngoài tôi ra, trong vòng bán kính 10 mét xung quanh cậu ta không một sinh viên nào dám bén mảng. Lâu dần, các sinh viên khác trong trường cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Khiến tôi an tâm phần nào là ngoài sắc mặt u uất và thói quen đi bặt tích từ sáng sớm đến tối mịt thì cha lâm không còn hành động gì bất thường nữa. Cơn ác mộng trong ác mộng khiến tôi suýt hóa điên vào tối hôm đó cũng không còn xuất hiện trở lại. Lâu dần, tôi đã tin rằng tại tôi hôm đó nhìn thấy nhiều rán quá nên bị ám ảnh mà mơ mộng lung tung. Tôi bấn loạn mất một thời gian về cái chết của Uông Sa nhưng vì chẳng phải là cảnh sát hình sự nên tôi cũng quên dần. Gần đây tôi bỗng thấy cơ thể mình khang khác. Thoạt tiên, do ngày nào cũng chìm trong căng thẳng và thấp thỏm nên mỗi sáng ngủ dậy, tôi không chú ý đến những mảng da bong chóc trên ra giường. Tôi học ngành y, thấy mình ngủ nghe vật vã, chỉ nghĩ do cơ thể trà sát vào ra giường mạnh quá nên bong da cũng là chuyện bình thường. Nhưng dần già, tôi bắt đầu thấy không ổn bởi những mảng da bong chóc ngày càng nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ li ti như hạt vừng, đến giờ đã lớn bằng móng tay rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không hề thấy ngứa ngáy hay đau đớn ở đâu, mà ngược lại còn thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi cũng hiểu, đây chắc chắn không phải hiện tượng bình thường nên tìm đọc rất nhiều sách y học liên quan và bước đầu phán đoán tôi đã mắc bệnh da vảy rắn. Bệnh da vảy rắn hay còn gọi là bệnh vảy cá, là một loại bệnh da liễu do sự phát triển bất thường của tế bào biểu bì và lớp chất sừng gây ra, khiến da khô, bong chóc từng mảng nhỏ giống như vẩy rắn. Thế nhưng, trực giác vẫn mách bảo tôi rằng hình như đây lại không phải là bệnh vẩy rắn. Sau đó, tôi lại phát hiện ra bộ xương của tôi hình như mềm dẻo hơn nhiều. Các ngón tay thậm chí có thể uốn cong lên chạm xuống mờ u bàn tay, hai chân cũng như vậy, đi trên đường cứ cảm giác nhẹ bay cây lưng tôi cũng có thể uốn éo đủ kiểu khó tin cơn ác mộng cha lơm hoa rắn lại ùa ra khỏi ký ức mà tôi đã đào sâu chôn chặt khiến tôi có một liên tưởng kinh hoàng hình như tôi cũng đang từ từ biến thành một con rắn áp lực tâm lý nặng nề khiến tôi nảy sinh tâm lý giấu bệnh sợ thuốc tôi trở nên ít nói ngại va chạm ngại giao tiếp ngoài giờ lên lớp tôi né tránh tất cả bạn bè hàng ngày cứ về tới ký túc xá là tôi lao ngay vào nhà tắm, ra sức kỳ cọ người ngờ. Từng mảng da to tướng bong ra, bị bàn tay tôi xe thành những sợi mảnh, rơi đầy xuống nền phòng tắm. Cho tới một buổi sáng vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện ra ở góc giường có một bộ da người hoàn chỉnh mỏng tang như cánh ve sầu, nửa trong suốt. Bộ da nứt toác một đường từ đầu cho tới bụng giống y như da rán lột. Tôi kinh hãi hết toáng lên khiến cha lơm choàng tỉnh. Cậu ta lầm lì nhìn bộ da người rồi khẽ hỏi, bao lâu rồi? Tôi nhẩm tính thời gian, lắp bắp nói, nửa tháng. Cha lơm nhìn tôi chân chân, cặp mắt cậu ta khiến tôi liên tưởng tới mắt rắn. Muốn chữa khỏi bệnh, phải theo tôi về làng. Ánh mắt cha lơm di chuyển từ người tôi tới bộ da lột chậm nhất là một tuần nữa, nếu khôn sẽ muộn mất. Tôi mắc phải bệnh gì vậy? Muộn là thế nào? Làng của cậu ở đâu? sắc mặt nghiêm trọng của cha lơm khiến tim tôi thắt lại, chìm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Nhưng tôi sẵn sàng thử tất cả mọi cách chứ không thể nhìn mình biến thành một con quái thai rắn. Dừng vạn độc, cha lơm bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc, dọn đồ mau lên, tôi cũng không hiểu chuyện này là thế nào nhưng tôi biết có người chữa được bệnh cho cậu. Dù sao thì tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Mấy cấu phía sau, tôi gần như không nghe thấy gì, trong tay chỉ lùng bùng ba chữ rừng vạn độc. Lại là rừng vạn độc. Quãng thời gian tôi đã cố quên, giờ đây lại hiện về rõ mồn một khiến thần kinh tôi căng thẳng. Cha lơm xuất thân từ rừng vạn độc, khu rừng có ngôi làng nhân yêu quái gờ. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 5, thần rắn hai đầu, 6. 7. Trên tàu hỏa, tôi thờ thẫn ngồi bên cạnh cha lơm, đầu óc mụ mị gần như không biết mình đang làm gì. Mất thêm ba ngày nữa mới tới được bìa rừng vạn độc. Lúc này tôi đã yếu đi thấy rõ, người ngợm mềm oặt như cọng bún, da rẻ nứt nẻ như vỏ cây, khẽ vuốt một cái là bong ra từng mảnh da lớn. Người tôi lạnh toát, máu như đôn lại trong huyết quản, tim đập lờ đờ, mắt không chịu đựng nổi ánh sáng mạnh, lúc nào cũng phải nheo tít lại, thị lực giảm sút nghiêm trọng, Đến nhập ngoạng tối là chẳng thấy gì nữa nhưng khứu giác lại nhạy cảm lạ lùng. Những biến đổi đáng sợ này khiến tôi gần như phát điên. Tôi thường xuyên hoảng hốt sợ hãi, liệu tôi đã biến thành rắn chưa? Giả sử tôi biến thành rắn thật, liệu tôi có bị các nhà khoa học nhốt vào trong bình thủy tinh nghiên cứu? Ngày qua ngày bị rút máu, xẻo thịt, trích điện, thậm chí giải phẫu tôi không? Nhưng càng tuyệt vọng thì khao khát sinh tồn lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Tôi chẳng còn băn khoăn hỏi han gì cha lơm nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới được môi làng của cậu ta trong khu rừng vạn độc. Trong rừng, trương khí như sương trắng mù mịt khắp mọi nơi, bên trên là những tán lá to tướng dày đặc, bên dưới là đầm lầy có thể nuốt chừng người ta như chảo chớp thi thoảng lại thò ra một bông hoa ăn thịt người to tướng. Tán cây rậm rạp che kín bầu trời không lọt nổi một tia nắng, cả ngày âm u không đoán được thời gian. Mắt tôi như mù dở, không còn nhìn thấy đường, chỉ biết bước cao bước thấp bám theo cha lơm. Cứ đi liên tục suốt hai ngày trời, cha lơm có vẻ rất thông thạo đường đi. Trên đường tuy thi thoảng cũng gặp một vài nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn bình yên vô sự cho đến khi hình bóng lòe nhòe của một môi làng chập chờn trước mắt tôi. Tới rồi, cha lơm chỉ vào môi làng dựng trên một vùng đất trống trải, nói. Hy vọng không quá muộn. Bước tới cổng làng, tôi nhìn thấy hai bên cổng có hai pho tượng đá bên trái là tượng con rắn lớn trông rất gớm ghiếc, còn bên phải là tượng một người phụ nữ xinh đẹp lõa thể. 8. Người trong làng nhìn thấy cha lơm bèn tươi cười chạy lại, cho chuyện diếu gian với cậu ta bằng thứ ngôn ngữ tôi hoàn toàn mù mịt, chốc chốc lại dọi vào tôi ánh mắt nghi hoặc xen lẫn căm ghét. Cha lơm chỉ vào tôi, nói liên thoáng gì đó với họ. Trong đám có một ông cụ bực tức ra mặt, quàng quạc một hồi như trách măng cha lơm cha lơm cũng không chịu nhún cãi lại thẳng thừng mặt đỏ phừng phừng thái dương giật liên tục những người còn lại đều im lặng quan sát có vẻ như ông già có địa vị rất cao những người khác không dám xen ngang nhưng bên cạnh đó họ có vẻ cũng rất kính trọng cha lơm nên chỉ im lặng nhìn hai người cãi vã lời qua tiếng lại hồi lâu hai người bỗng im bặt giận dữ nhìn nhau cuối cùng ông già thở dài chắp tay sau lưng lầm lì đi vào trong làng sắc mặt cha lơm đã giãn ra thì thầm với tôi ông ấy là cha tôi lam Pun. gia tộc chúng tôi nhiều đời thống lĩnh người trong tộc lúc này tôi mới hiểu ra thảo nào hai người cãi vã nhau mà không ai dám ho he một tiếng đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc vì cậu bạn cha lơm trông rất đỗi tâm thương và bí hiểm kia lại là người kế tục của một dòng tộc thủ lĩnh nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là liệu căn bệnh quái đản của tôi có chữa được hay không. Cha Lâm cứ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cất giọng áy náy, cha tôi đồng ý rồi, tối nay sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho cậu. Cậu mắc bệnh, có trách thì trách tôi, cậu là người tốt, tuy bình thường chúng ta không trò chuyện mấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Trong trường ai cũng lảng tránh tôi, chỉ có cậu là không. Nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu ta, tôi cảm thấy hổ thẹn. Chắc cha lơm không biết tôi đã muốn đào tẩu khỏi căn phòng đó biết bao nhiêu. Chỉ vì nhà trường không đồng ý nên tôi mới phải cố chịu. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chỉ còn biết ấm ư. Ừ. Vào trong làng, tôi thấy người làng ai cũng có nước da trắng bợt như cha lơm. Khi đi lại, hai chân không giống như bước mà cứ như trườn đi trên mặt đất. Nhà của họ đều có hai tầng, tầng dưới là cột gỗ, quây kín lại để nuôi gia súc gia cầm nhưng không thấy có cầu thang dẫn lên trên không hiểu họ lên bằng đường nào. Càng khiến tôi khó hiểu hơn nữa là quanh nhà nào cũng rải rác những hố sâu chỉ ít cũng một mét, nhiều hố còn chứa nước, bên rìa hố có rất nhiều mảnh vỡ màu trắng giống như vỏ nghiêu sò. Vách hố trơn bóng như gương, có vẻ như thường xuyên có vật gì đó hình tròn lên xuống. Cha Lơ không nói gì thêm nữa, dẫn tôi đến một gian nhà gỗ một tầng duy nhất trong làng, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe đợi vài tiếng nữa trời tối hẳn sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho tôi tôi lờ mờ cảm thấy ngôi làng này cứ ma quái thế nào nhưng do bị ám ảnh bởi căn bệnh quái đản tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chỉ có một khát khao mãnh liệt là được bình thường trở lại sắc trời càng tối thì ý thức của tôi càng trở nên mụ mị dường như tôi đã bắt đầu mất đi năng lực tư duy năng lực ghi nhớ bên ngoài gian nhà bập bùng như có ánh lửa chập chờn giọng hát nghe rất ma quái. Tiếng hát giống như một lời nguyền thần bí chỉ có một câu lặp đi lặp lại liên tục, lên bổng xuống châm. Tôi có cảm giác như họ đang kêu gọi thứ gì đó xuất hiện. Cha lơn đầy mở cửa, tôi toàn bước xuống giường nhưng hai chân đột nhiên mềm nhũn, tôi ngã khuỵu xuống đất. Cha lêm nhắc đầu, bước lại đỡ tôi dậy. Xúc giác cho tôi thấy, tay cậu ta ướt rượt, trơn nhẫy, lạnh toát, giống hệt như da rắn những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 5, Thần Rắn Hai Đầu, 7, 9 Trên bãi đất trốn chính giữa ngôi làng, mọi người quay xung quanh một đống lửa rộng, nắm tay nhau lắc lư theo nhịp điệu, cùng rền rĩ hát ca khúc quái đản kia nhưng mắt ai trông cũng dài dài. Cha lơm dìu tôi đi qua đám người, lúc này tôi mới nhìn thấy ông Lam Ông ta bò mỗi lúc một nhanh Trước đôi mai nhòe nhòe của tôi thì hai tay ông ta đã tan vào trong cơ thể, hai chân dính vào nhau, tóc từ từ trườn dài trên cơ thể chạy chẳng chịt khắp người đan thành lớp vảy, từ từ biến thành một con rắn lớn. Lúc này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn, nếu lúc đó tôi không mụ mẫm đến mất đi phản xạ sợ hãi thì sự việc dùng rợn ấy hẳn đã khiến tôi chết giấc và sẽ còn ám ảnh tôi suốt đời. Giờ đây, hồi tưởng lại những ấn tượng nhạt nhòa ấy vẫn khiến tôi phát run. Bởi vì không chỉ Lam Pun mà khi tôi nhìn sang cha lơm bên cạnh đã thấy một con người rắn đang đứng thủ lù ở đấy, mở tròn cặp mắt ti hí, cây lưỡi trẻ đôi thè lè ngoài miệng liếm cả lên trên mặt, để lại một dòng nhớp nháp đến buồn nôn. Và toàn bộ người trong làng đều đã biến thành một bầy rắn từ lúc nào. Bầy rắn lớn dựng thẳng thân mình, vẫn quay thành vòng tròn. Những cái miệng rắn khép mở vẫn hát bài ca đó, cơ thể uốn éo lắc lư. Đừng sợ, đây chính là diện mạo thật sự của chúng tôi. Cha đâm, mà không, con rắn lớn bên cạnh tôi bỗng chóp chép miệng nói ra tiếng người. Đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi bỗng bập bềnh như mặt đầm lầy rồi từ đó bật lên những hạt đất bùn giống như nứa tóe lên khỏi mặt hồ. Toàn bộ mặt đất giống như mặt nước đang sôi sùng sục, bắn lên những cục đất bùn mỗi lúc một lớn. Bên cạnh đống lửa, một cột bùn đất bắn phụt cao lên như suối phun, mỗi lúc một cao, mỗi lúc một lan rộng, rồi nứt toác ra một khe hở to bằng ngón tay. Cây ếch ta hở nhanh chóng ngoác rộng, cột bùn lắc lư vươn lên, bùn đất xung quanh rào rào rơi xuống lăn thành những viên bi nhỏ xíu. Hình như bên trong có thứ gì đang dẫy ruộng muốn chui ra. Rừ, một tiếng gầm ma quái vang lên, từ trong cột bùn vọt ra một con sóng bùn lao vút lên không trung. Trong cơn mưa bùn rơi xuống ngủ mịt, từ chỗ vẽ nứt bỗng thỏ ra hai cái đầu. Một đầu rắn và một đầu người, cái đầu người giống y hệt pho tượng phụ nữ ở cổng làng. Hai cái đầu vừa ló ra, một khúc thân rắn to không thể tả vọt lên khỏi lòng đất đen chùi chũi như lẫn vào trong bóng đêm, cơ thế vùn vụt trườn ra đã tới hơn hai chục mét rồi mà vẫn chưa thấy hết. Dưới ánh lửa bập bùng mờ tỏ, hai cái đầu cùng dương mắt nhìn tôi chừng chừng. Cái đầu rắn phát ra những tiếng phì phì, đám người rắn giống như nhận được mệnh lệnh lập tức dùng dùng bò lại gần, quấn quanh thân thể rắn khổng lồ, dồn hết sức trườn lên phía trên. Chỉ còn một mình ông Lam Pun vẫn đứng im lìm bất động trước thần rắn hai đầu. Tôi đứng đờ đẫn như khúc gỗ, không còn biết đến kinh hãi hay ghê sợ, chỉ được mặt nhìn bầy người rắn uốn éo leo lên đến tận cổ rắn hai đầu rồ mới dừng lại ở đó, tầng tầng lớp lớp quấn quanh như cái bậc thang. Lúc này, Lam mới chậm rãi bò lên theo từng vòng bậc thanh bằng rắn lên tới tận đỉnh, ngước mắt nhìn hai cái đầu lừng lững rồi phát ra một tràng âm thanh quái dị. Tới khi Lam Pun dứt lời, hai cái đầu một người một rắn bỗng ghé sát vào nhau, hình như đang bàn bạc. Tôi nhìn thấy cái đầu người lắc mạnh, còn cái đầu rắn lại gật gù liên hồi. Lam lại tuôn ra một tràng dài nữa, hai cái đầu người trầm ngâm một lúc lâu rồi đồng loạt gật đầu. Sau đó, rắn hai đầu bỗng lắc lư thân hình, cả đám người rắn liền rụng xuống lả tả, con ngoại bò túa ra xa rồi chia nhau leo lên những cây cột nhà bò về căn phòng làm bằng gỗ ở tầng 2. Loáng cái, trên khoảng sân rộng thanh thang chỉ còn lại tôi và rắn khổng lồ hai đầu. Con rắn vươn mình tới trước mặt tôi, hai cái đầu một người một rắn chỉ cách chóp mũi tôi chưa đầy 10 phân, mùi tanh tưởi từ bốn lỗ mũi phả vào mặt tôi từng đợt. Tôi vẫn đứng đần ra như phỗng không vó phản ứng gì há miệng ra cái đầu phụ nữ cất giọng dịu dàng miệng tôi lập tức há ra như cái máy tôi nghe thấy tiếng giọt dẹt vọng ra từ trong họng rắn rồi từ trong miệng nó lăn ra một cục thịt đen mòm to cỡ quả nhãn lăn đi trên lưỡi rắn núng nính rung rinh như đầy chất lỏng ra đến chót lưỡi rớt đánh bọp vào trong miệng tôi lưỡi rắn đưa theo chọc một nhát vào viên thịt một thứ chất lỏng phọt ra đầy miệng tôi tanh lòm đắng ngắt chất lòng chảy ngay xuống họng, tràn vào trong dạ dày. Ống thực quản của tôi như bị ngọn lửa lướt qua, bỏng rát, đau đớn khủng khiếp. Máu tôi như sôi trong huyết quản, lục phủ ngũ tạng như bị té dầu sôi bỏng rát. Tôi quằn quại trong cơn đau đớn mụ mẫm, cảm giác như sắp sửa bị thiêu chết tới nơi. Đầu óc tôi mê man cho tới chi trống rỗng hoàn toàn. Trước mắt nhòe nhoẹt không còn thấy gì nữa, cuối cùng tối sầm, tôi ngất lịm đi. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 5, Thần Rắn Hai Đầu, 8 10. Cảm giác cổ họng khô nứt, đau đớn như có nghìn vạn mũi dao đâm rạch khiến tôi phải rên lên khe khẽ. Tôi he hé, hé mở mắt, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh. Tôi đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá. Cậu tỉnh rồi à, cha lơm đưa cho tôi một cốc nước. Tôi uống ừng ực một hơi cạn sạch, nước mát lạnh khiến cổ họng tôi dịu lại phần nào sao tôi lại ở đây rồi tôi nhìn quanh căn phòng ký túc xá ký ức cuối cùng của tôi rõ ràng vẫn ở trong làng rắn của cha lơm nhớ tới làng rắn một cơn rùng rợn hãi hùng bỗng choán lấy tâm trí tôi tôi nhớ tới đám người rắn nhớ tới hình ảnh cha lơm mà ghê rợn cả người vô thức lùi sát vào tròn góc tường sợ rằng cha lơm lại thình lình biến thành rắn nữa cha lơm ngạc nhiên nhìn tôi cậu sao thế đến lượt tôi phải há hốc miệng trước câu hỏi của cậu ta sực nhớ ra tôi vội xoa lên tay mình già tôi nhẵn thín xương cốt cứng cáp chứ không còn vặt ẹo như sợi bún cậu sốt li bì hơn nửa tháng rồi đấy cả ngày làm nhảm cha lơm mỉm cười rót thêm cho tôi cốc nước may quá cậu tỉnh rồi chắc sắp khỏi rồi đấy tôi ngơ ngác nhìn cha lơm lẽ nào mọi chuyện mà tôi vừa a à trải qua chỉ là một cơ mê sàng nhưng rõ ràng là cảm giác của tôi vô cùng chân thực. Hồi tưởng lại cảnh tượng rùng rợn trong trí nhớ, người tôi bỗng run lên cầm cập. À phải, cha lơm chỉ vào đống hành lý, tôi phải về nhà đây, nhà tôi có việc, không học tiếp được nữa. Rất vui vì thời gian ở chung phòng với cậu, cậu bình phục thì tôi yên tâm rồi, tạm biệt cậu luôn nhé, tôi về đây. Đầu óc tôi vẫn rối tinh rối mù, nhát thời không kịp phản ứng cho tới tận khi cha lơm đeo ba lô lên lưng, bước ra đến cửa, tôi mới kêu lên, khoan đã. Cậu, cậu, cậu là ai? Cậu là rắn hay là người? Hay là người rắn? Cha lơm khựng lại một thoáng, rồi cười nói, sao tôi lại là rắn được? Tôi rành rành là con người cơ mà. Cha lơm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, người Trung Hoa các cậu bảo là thần rắn nữ hoa là tổ tiên của con người, các cậu mới là người rắn ấy cả truyền thuyết bạch xà bị đè dưới tháp lôi phong nữa, cũng là người rắn con gì. Tôi đang ngơ ngác thì cha lơm đi ra khỏi cửa, trong hành lang rội lại tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Tôi còn ngồi đờ đẫn trên giường hồi lâu nữa mới đập mạnh vào đầu, gắng gượng vịn vào mép bàn bước xuống đất. Mắt tôi vừa hay liếc vào cuốn lịch tường, hôm nay là 25 tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng rắn, chính là thời điểm rắn rời hang. Vừa nghĩ đến rắn, tay tôi lại run lên bần bật, chân nhũn ra đứng không vững, vội ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi bỗng liếc thấy ở một góc gầm giường của cha lơm có một mảng gì đó trăng trắng mỏng te, to cỡ bàn tay, xin xít vẩy y như da rắn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.